Hoặc vì lợi ích an vui tất cả hữu tình nên đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hoặc vì vô lượng vô số công đức của chư Phật, hoặc chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề diệu lạc, hoặc đã được đại từ tại ba la mật đa đối với các pháp, hoặc đã được vô lượng diệu hạnh của thần thông cao tột có thể chinh phục tất cả những gì không thể chinh phục, hoặc có oai lực dõng mãnh như thật của Như Lai, không còn sự chướng ngại, không đối, không gì sánh bằng, không gì ví dụ nổi, không giới hạn, hoặc tri kiến Phật, hoặc mười lực ba la mật đa của Phật, hoặc đã chứng Phật Pháp bốn điều không sợ cao tột viên mãn, hoặc đã chứng Phật Pháp có thể phát khởi các Pháp thắng nghĩa, hoặc chuyển bánh xe Pháp, hoặc cầm đuốc Pháp, hoặc đánh trống Pháp, hoặc thổi hoa Pháp, hoặc dưới mưa Pháp, hoặc lập Pháp hội, hoặc đem Pháp vị ban cho các hữu tình tùy ý vui hưởng để họ được đầy đủ, hoặc đối với giáo Pháp vô thượng là Pháp của chư Phật, Pháp của độc giác, Pháp của thanh văn, đã có sự điều phục thắng giải, quyết định hướng tới Tam Bồ Đề, hoặc Phật Thế Tôn thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho các Bồ Tát, hoặc tất cả căn lành thù thắng kia gọi là căn lành tương ưng vũ thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc thọ ký Bồ Đề cho độc giác, Bồ Đặc Già La, độc giác thừa, hoặc tất cả căn lành thù thắng kia là căn lành tương ưng sự quán sát 12 duyên khởi, hoặc thọ ký Bồ Đề cho thanh văn Bồ Đặc Già La, thanh văn thừa, hoặc tất cả căn lành thù thắng kia gọi là căn lành tương ưng ba phước nghiệp thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc căn lành vô lậu của bậc học và vô học, hoặc căn lành của các phàm phu đã gieo trồng với các pháp, hoặc bốn chúng đệ tử của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác là Bí Xô, Bí Xô Ni, cận sự nam, cận sự nữ đã có ba việc phước nghiệp do thí tánh, giới tánh, tu tánh, hoặc đối với giáo pháp chư Phật đã thuyết cho trời rồng dược xoa, nói rộng cho đến người chẳng phải người, vân vân, đã gieo trồng căn lành, hoặc đã gieo trồng căn lành sau khi Phật nhập niết bàn, hoặc các loài hữu tình thân tâm tin ưa đã phát khởi các căn lành thù thắng và các công đức khác đối với Phật Pháp Tăng và các thiện sĩ, tập hợp tất cả xem xét cân lường và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, lại đem sự tùy hỷ tương ưng với các việc phước nghiệp và ban cho hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện đem căn lành này cùng loài hữu tình đồng hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy, việc phát khởi tùy hỷ hồi hướng và các việc phước nghiệp được phát sanh khác là tối tôn, là thù thắng, là tôn quý, là cao đẹp, là nhiệm màu, là vi diệu, là vô thượng, là trên hết, không gì hơn, không gì sánh bằng. Ý ông thế nào, Đại Bồ Tát kia duyên theo việc như vậy mà khởi lên hành động tương ưng với tâm tùy hỷ hồi hướng là có sở duyên, có thể đắc, có giống như sự chấp tướng của Bồ Tát kia không? Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị trả lời cụ thọ thiện hiện: Đại Bồ Tát kia duyên theo sự việc như vậy mà khởi lên hành động tương ưng với tâm tùy hỷ hồi hướng này, thật sự không có sở duyên có thể đắc như tướng mà Bồ Tát đã chấp thủ. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Bồ Tát Từ Thị: Nếu không có các việc sở duyên như Bồ Tát kia đã chấp lấy tướng, thì các Bồ Tát kia tùy hỷ hồi hướng đâu chẳng thành tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì như có người tham đắm việc vô sở hữu, vô thường cho là thường, thật sự khổ cho là vui, vô ngã bảo là ngã, bất tịnh cho là tịnh, liền phát khởi tưởng tâm kiến điên đảo. Như việc sở duyên thật sự vô sở hữu, Bồ Đề và tâm cũng lại như vậy, tất cả pháp và tất cả cảnh giới cũng như vậy. Nếu tất cả chủng loại đều vô sở hữu không sai khác, thì những gì là việc sở duyên, những gì là tâm tùy hỷ, những gì là Bồ Đề, những gì là hồi hướng? Tại sao Đại Bồ Tát này duyên việc như vậy mà khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Bồ Tát Từ Thị trả lời với thiện hiện: Đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì không nên đối trước các Bồ Tát mới học Đại Thừa kia mà nói. Vì sao? Vì người kia nghe tất cả sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì tâm tin ưa cung kính sẽ mất ngay. Như vậy, pháp tùy hỷ hồi hướng nên vì Đại Bồ Tát bất thối chuyển, hoặc người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã phát nguyện lớn, gieo trồng nhiều căn lành lâu dài, đã được nhiều bạn lành hộ trì mà khai thị phân biệt. Vì sao? Vì những người kia nghe được sự tùy hỷ hồi hướng này chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng lui, chẳng mất.
Các đại Bồ Tát nên đem sự tùy hỷ tương ưng với các việc phước nghiệp hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Chính lúc bấy giờ nên nghĩ phải dụng tâm tùy hỷ hồi hướng. Sự dụng tâm này đã tận diệt ly biến, việc sở duyên này và các căn lành cũng đều như tâm tận diệt ly biến. Trong đây những gì là chỗ dụng tâm và lấy những gì làm việc sở duyên và các căn lành mà nói tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đúng lý thì tâm này đối với tâm không có sự tùy hỷ hồi hướng, vì không có hai tâm đồng thời khởi lên, tâm cũng không thể tùy hỷ hồi hướng tự tánh tâm. Vì thế nên tâm tùy hỷ hồi hướng và việc sở duyên đều bất khả đắc. Khi ấy trời Đề Thích Thưa Thiện Hiện, các chúng Bồ Tát mới học Đại Thừa nghe việc này, tâm họ sẽ không kinh sợ lui mất. Làm sao chúng Đại Bồ Tát đối với việc sở duyên mà khởi tâm tùy hỷ? Làm sao gìn giữ sự tùy hỷ tương ưng các việc phước nghiệp để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà không trái lý? Bấy giờ Thiện Hiện đương oai được Bồ Tát từ thị, bảo Đế Thích: các Đại Bồ Tát duyên theo tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô lượng vô biên vô số thế giới khắp mười phương, không thể nghĩ bàn để cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, quét sạch mây mù, dọn dẹp chông gai, bỏ các gánh nặng, đạt được tự lợi, hết sự trói buộc các cõi, chánh trí giải thoát, tâm được tự tại, đạt đến cứu cánh đệ nhất vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Từ lúc mới phát tâm cho đến trường đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã cầu chuyển pháp luân vi diệu cứu độ các hữu tình. Sau khi nhập niết bàn cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó đã gieo trồng các công đức căn lành, và chúng đệ tử đã gieo trồng căn lành với giáo pháp của Phật, đồng thời khởi lên các công đức khác, tập hợp tất cả xem xét cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng tâm tùy hỷ này cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc bấy giờ nhờ vào phương tiện thiện xảo nên vị ấy không rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị bảo cụ thọ Thiện Hiện: Đại Bồ Tát tự mình khởi lên tâm tương ưng với sự tùy hỷ hồi hướng, nhưng chẳng khởi lên vọng tưởng về tâm tùy hỷ hồi hướng ấy. Đối với công đức do niệm Phật và các đệ tử mà không khởi lên tư tưởng về công đức của chư Phật và các đệ tử, đối với căn lành mà Bồ Tát đã gieo trồng với các trời, người, Atula, vân vân mà chẳng khởi lên vọng tưởng về căn lành, đối với các trời, người, Atula, vân vân, nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì sự phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy không rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Đại Bồ Tát nào đối với tâm khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng tương ưng mà dấy lên tâm tưởng về tùy hỷ hồi hướng, đối với công đức niệm Phật và các đệ tử mà khởi lên tưởng về công đức của niệm Phật và các đệ tử, đối với căn lành mà các trời, người, Atula, vân vân đã gieo trồng mà khởi lên tưởng về căn lành của các trời, người, Atula, vân vân đã gieo trồng, có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Sự khởi lên tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát như vậy là rơi ngay vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Các Đại Bồ Tát đem tâm như vậy nhớ nghĩ về tất cả căn lành công đức của chư Phật và các đệ tử, biết đúng đắn tâm này đã tận diệt ly biến, không thể tùy hỷ, và biết đúng đắn pháp kia tánh nó cũng vậy, chẳng phải sự tùy hỷ, và hiểu một cách đúng đắn tâm hồi hướng và pháp tánh cũng vậy, chẳng phải hồi hướng, chân chánh hiểu rõ pháp được hồi hướng, tánh nó cũng vậy, chẳng phải được hồi hướng. Nếu có thể dựa vào sự trình bày như vậy để tùy hỷ và hồi hướng là chánh, chẳng phải tà, thì các Đại Bồ Tát đều phải khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát trong quá khứ mà cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí vận, từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tiến dần đến lúc nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó đã có bao căn lành tương ưng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ưng với ba la mật đa mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ưng với sự quán sát duyên khởi mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ưng đã phát khởi thị tánh, giới tánh, tu tánh mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc tất cả căn lành hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học.
Hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số các Phật Pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh Pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải, do siêng năng tu học với chánh Pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh Pháp, hoặc căn lành của trời rồng Atula vân vân đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh Pháp, và sau khi nghe Pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh Pháp và sau khi nghe Pháp, hoặc các căn lành của trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, và hết thảy các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Và lại, trong lúc này hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không, trong cái không ấy hoàn toàn không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng. Tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và quả vô thượng bồ đề đã hồi hướng cũng không chấp trước. Do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Đối với pháp được tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, sẽ rơi ngay vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Sự khởi lên tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện lánh xa. Lại nữa, này thiện hiện như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát ở đời vị lai, cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hỷ luận, từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến lúc chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, có bao căn lành tương ưng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ưng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ưng với sự quán sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ưng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật Pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh Pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải, do siêng năng tu học với chánh Pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh Pháp, hoặc căn lành của các trời rồng Atula v.v. đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh Pháp và sau khi nghe Pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, và các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Và lại, trong lúc này hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không, trong cái không ấy hoàn toàn không có pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Tuy biết như vậy, nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo.
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và các lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không chấp trước, do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng mà khởi lên vọng tưởng về Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, đối với Pháp được tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về Pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy, sẽ rơi ngay vào tưởng tâm kiến điên đảo. Sự khởi lên tùy hỷ hồi hướng này đều sai. Bồ Tát nên biết mà phương tiện đánh xa. Lại nữa, này thiện hiện, như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát ở đời hiện tại cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó có bao căn lành tương ưng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ưng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ưng với sự quán sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ưng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàm thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật pháp khác. Hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của các trời, rồng, Atula, v.v. đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài bảng sanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời, người, v.v. đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn, tập hợp tất cả cân đường và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Và lại trong lúc này, nếu hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Trong cái không ấy, hoàn toàn không có pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Tuy biết như vậy, nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không chấp trước, do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng mà khởi lên vọng tưởng về Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, đối với Pháp được tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về Pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Sự tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện đánh xa. Lại nữa, này thiện hiện, như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát trong quá khứ, vị la hiện tại, cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó, bao căn lành tương ưng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ưng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ưng với sự quán sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ưng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàm thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học,
hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của các trời rồng Atula vân vân đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài báng sanh lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập niết bàn, tập hợp tất cả cân đường và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Và lại trong lúc này, nếu hoàn toàn hiểu rõ chân chính không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không, trong cái không ấy hoàn toàn không có pháp tùy hỷ hồi hướng. Tùy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không chấp trước. Do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với pháp có thể tùy hỷ hồi hướng mà khởi lên vọng tưởng về pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, đối với pháp được tùy hỷ hồi hướng khởi lên vọng tưởng về pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Sự tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện lánh xa. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với sự tu hành làm các việc phước nghiệp như thật biết rõ xa lìa vắng lặng, đối với tâm thường tùy hỷ hồi hướng cũng như thật hiểu rõ xa lìa vắng lặng, biết như vậy rồi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhưng trong các pháp hoàn toàn không có chấp thủ mà khởi lên tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Đại Bồ Tát này đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng ấy nên không rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Đại Bồ Tát nào đối với sự tu hành làm các việc phước nghiệp nhưng không như thật biết sự xa lìa vắng lặng, đối với tâm thường tùy hỷ hồi hướng cũng không thể biết được sự xa lìa vắng lặng, đối với tất cả pháp chấp trước các tướng mà khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, là Đại Bồ Tát này đã khởi tâm tùy hỷ hồi hướng liền rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào đối với căn lành công đức của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ, nếu muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ấy, nên nghĩ như vậy, như Đức Phật Thế Tôn và các đệ tử đều đã diệt độ, tự tánh chẳng phải có, căn lành công đức cũng lại như vậy. Ta đã phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tánh tướng cũng vậy, đều bất khả đắc. Biết như vậy rồi, đối với các căn lành làm phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì không thể sanh tưởng tâm kiến điên đảo, gọi là sự tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề chân chánh. Đại Bồ Tát nào lấy sự chấp tướng làm phương tiện hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với căn lành công đức của Phật và các đệ tử đã diệt độ, chấp giữ tướng tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề, đây chẳng phải là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn, do đó liền rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Đại Bồ Tát nào không chấp giữ tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với căn lành công đức của Phật và đệ tử đã diệt độ, lìa tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng đúng đắn, do đây chẳng rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị hỏi cụ thọ thiện hiện: Đại Đức, vì sao đối với căn lành công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử, Đại Bồ Tát tùy hỷ tương ưng với